Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sơn Dương đổi mới và phát triển số tháng 9 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin phản ánh một số sự kiện và tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện sẽ là các phóng sự Sơn Dương chú trọng cải cách hành chính, chú trọng thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chín tháng đầu năm nay được đánh giá là có điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Nhân dân trong huyện thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ xuân và vụ mùa, gieo trồng đảm bảo mật độ, đầu tư thâm canh cơ bản đảm bảo quy trình kỹ thuật, đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực của huyện Sơn Dương đạt trên 83.000 tấn, đạt gần 96% kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm, các ngành chức năng của huyện Sơn Dương đã thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tạo mọi điều kiện cho việc phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, đạt hơn 74% kế hoạch. Thực hiện hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã triển khai thực hiện Nghị định số 61 năm 2018 của Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông 3 cấp, tỉnh, huyện và xã. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo để nâng cao chỉ số chi phí thời gian, cắt giảm tối thiểu 1/3 thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định. Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, trong năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu và thực hiện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn. Các chứng từ được gửi đến kho bạc bất cứ lúc nào trong 24 giờ trên 7 ngày. Cho nên là rất thuận tiện và chứng từ kho bạc thì cứ đến đầu giờ làm việc là cán bộ kho bạc triển khai giải quyết ngay trong cái thời gian ngắn nhất. Hiện nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn đã công khai số điện thoại đường dây nóng của người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Có hòm thư góp ý, hòm thư tố giác tại bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn. Sổ góp ý của tổ chức công dân về thái độ phục vụ của cơ quan, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, người dân dễ dàng theo dõi, giám sát quá trình xử lý công việc. Đây là một cách làm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Từ khi thực hiện cái việc cải cách thủ tục hành chính và khi được người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến cũng như là giám sát các hoạt động và phục vụ cho người dân thì đội ngũ công chức của xã là cũng đã nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, luôn luôn coi trọng cái việc mà phục vụ người dân. Với những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua, nên theo quyết định công bố cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Sơn Dương đạt trên 86 điểm, xếp thứ nhất so với các huyện thành phố trong tỉnh và vượt thêm một bậc xếp hạng so với năm 2018. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương hiện đang nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. Nỗ lực góp phần cùng với huyện đạt được kết quả về sản xuất công nghiệp trong năm 2020 đã đề ra. Dịch COVID-19 những tháng vừa qua đã khiến cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giày da Phúc Sinh bị ảnh hưởng không nhỏ do các đơn hàng xuất khẩu bị ngưng trệ một thời gian. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã chủ động tìm thêm đơn hàng để duy trì sản xuất. Nên đến thời điểm này, tại các xưởng sản xuất của công ty đều đã ổn định sản xuất trở lại, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết với đối tác. Hiện nay thì công ty vẫn đang tập trung là đào tạo nguồn lao động này và tập trung vào những cái thiết bị máy móc hiện đại để sau khi qua cái đợt dịch này là sẽ cho ra những cái sản phẩm tốt nhất để xuất khẩu vào những cái thị trường khó tính. Không chỉ có doanh nghiệp trên, với tinh thần tự cường, nhiều doanh nghiệp ở Sơn Dương đã và đang phát huy nhiều sáng kiến mới, thích ứng với tình hình mới, triển khai sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh và huyện
thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt kịp thời tình hình khó khăn của doanh nghiệp, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các chính sách, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thì chúng tôi tiếp tục cũng sẽ liên kết và mở rộng với những cái thị trường có giá trị lớn. Chúng tôi đã phát triển thêm một cái thị trường là xuất hàng trực tiếp sang bên Anh. 9 tháng của năm 2020, với sự chủ động vượt khó, tìm kiếm thị trường, sản xuất ra các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương đã dần khắc phục được những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Duy trì việc làm cho người lao động, giữ được nhịp độ tăng trưởng cao hơn hoặc bằng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị về sản xuất công nghiệp của huyện Sơn Dương ước đạt trên 4.100 tỷ đồng, bằng gần 87% kế hoạch tỉnh giao. Hiện nay, ngành thuế và các địa phương trên địa bàn huyện Sơn Dương đang tích cực triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các biện pháp quản lý điều hành thu ngân sách của năm 2020, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao trong năm nay. Để hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm nay là 146 tỷ đồng, Chi cục thuế huyện Sơn Dương tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung, đồng thời phát huy vai trò của bộ phận một cửa, làm việc có hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách duy trì thường xuyên. Cùng với đó, ngành thuế phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện quản lý chặt các nguồn thu. Vấn đề thuế doanh nghiệp của mình là luôn luôn chấp hành là rất là đầy đủ và đúng thời gian, đúng ngày. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn. Do đó, để phấn đấu hoàn thành dự toán được giao, các cơ quan chuyên môn và các địa phương trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, huyện Sơn Dương đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tạo ra được những chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Nhờ liên kết sản xuất mà toàn bộ hơn 19 ha trồng dưa leo của bà con nông dân ở 6 xã của huyện Sơn Dương đã được cung cấp giống, hướng dẫn chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo cây dưa sinh trưởng phát triển tốt, sản phẩm đạt tiêu chuẩn và được bao tiêu toàn bộ. Câu chuyện này cho thấy, việc liên kết trong sản xuất tiêu thụ hàng hóa đã được cộng hưởng sức mạnh để cùng phát triển, từng bước nâng cao giá trị nông sản và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Chúng tôi chọn cái xã Trần Trào là cái địa điểm xã đầu tiên để tổ chức trồng và từ đó để chúng tôi không có ngày hôm nay để thực hiện là mục tiêu là sẽ phủ toàn bộ trước mắt là huyện Sơn Dương đấy để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Huyện Sơn Dương khuyến khích các hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn hướng tới chuỗi giá trị từ sản xuất đến thu gom chế biến và phân phối tiêu thụ đều được kiểm soát theo hợp đồng, nhằm tạo sản phẩm an toàn, chất lượng cao. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, như hỗ trợ về giống, lãi suất ngân hàng, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp hình thành theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ với thị trường ổn định, giúp người nông dân tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Cùng với cây trồng chủ lực là chè, mía, lúa, huyện đã hình thành được vùng chuyên canh cây trồng mới như lạc lâm xuyên, chanh nhật, cà gai leo, sắn dây. Đã có 16 sản phẩm nông nghiệp của huyện đạt tiêu chuẩn nông nghiệp sạch và thực phẩm an toàn Việt Gáp, nông nghiệp hữu cơ. Được sự quan tâm của thị trấn, của huyện thì chúng tôi đã thành lập hợp tác xã. Thời gian tới thì chúng tôi đang có xu hướng là mở rộng là ra thị trường là một, mở rộng diện tích sản xuất, hai nữa là nâng cấp là máy móc sản xuất để coi là hiệu quả nó cao hơn. Thời gian tới, Sơn Dương tiếp tục hỗ trợ khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển huyện Sơn Dương nhanh và bền vững. Những năm qua, công tác trồng rừng luôn được huyện Sơn Dương chú trọng và đẩy mạnh thực hiện. Việc phát triển kinh tế rừng một cách bài bản đã tận dụng khai thác hiệu quả được nhiều lợi thế của địa phương, mang lại thu nhập khá cao cho người nông dân. Thu nhập trung bình hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi đã trừ chi phí. Cuộc sống sinh hoạt gia đình ngày càng no đủ hơn. Gia đình người nông dân này có được điều đó, tất cả đều nhờ vào thu nhập từ kinh tế rừng, gắn bó với nghề trồng rừng nguyên liệu. Với ông,
trồng rừng không những đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình mà còn mang lại lợi ích về môi trường. Trồng rừng thì thực ra mà nói là về đầu tư thì nó rất ít, về vốn. Thế nhưng mà cái lợi nhuận nó cao, bởi vì là chúng tôi là nếu mà chúng tôi chỉ đầu tư 2 năm đầu là nó vất vả một tí, tức là phải làm cỏ bón phân. Thế còn đến năm thứ 3 thì đi nó đa số là chỉ có phát bảo dưỡng thôi. Xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả, bền vững là hướng phát triển kinh tế quan trọng, có tính chiến lược. Huyện Sơn Dương đã tập trung nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng suất, giá trị kinh tế từ rừng và thu nhập cho người trồng rừng. Toàn huyện Sơn Dương có tổng diện tích lâm nghiệp trên 47.000 ha, trong đó rừng trồng trên 23.000 ha, chủ yếu là rừng trồng thuần loài keo, chiếm đến trên 80% tổng diện tích. Sản lượng gỗ rừng trồng đạt bình quân từ 70 đến 80 mét khối trên 1 ha. Với mục tiêu quản lý rừng bền vững, thời gian qua, huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Tới đây thì cũng sẽ cùng với lại các cơ quan sẽ tổ chức triển khai trên diện rộng để mang đến một cái lợi nhuận. Thứ nhất là cái lợi nhuận cho người trồng rừng, người dân trồng rừng. Thứ hai nữa là đảm bảo được cái nguồn gốc, cái xuất xứ của lâm sản. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng là nhiệm vụ cốt lõi, ưu tiên hàng đầu trong sản xuất lâm nghiệp hàng hóa của huyện Sơn Dương hiện nay và trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng, là động lực để thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Sơn Dương không ngừng nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác Hồ dạy. Qua đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp chồng người. Trong bức thư căn dặn ngành giáo dục và đào tạo ngày 15 tháng 10 năm 1968, Bác Hồ nhắc nhở các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Sơn Dương triển khai với những cách làm sáng tạo, phù hợp. Nhiều năm trở lại đây, Trường Trung học Phổ thông Sơn Dương luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong tỉnh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã nêu cao được vai trò trách nhiệm của mình trong từng những cái việc làm cụ thể của từng đồng chí mà Ban giám hiệu nhà trường đã phân công nhiệm vụ ngay từ đầu, để từ đó đẩy mạnh cái chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một phát triển đi lên. Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, khẳng định bằng kết quả học tập của học sinh. Tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, nhiều trường trên địa bàn huyện Sơn Dương đã đạt được thành tích cao. Ngành giáo dục huyện Sơn Dương xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên và liên tục. Đối với giáo dục thì điều đầu tiên ấy, vẫn nói là cái nêu gương, học vào đầu tiên là cái tính nêu gương, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và cái đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của các cái nhiệm vụ làm theo này làm sao nâng cao được cái trình độ chuyên môn để đóng góp vào cái việc nâng cao chất lượng giáo dục. Việc học tập và làm theo Bác được ngành giáo dục và đào tạo huyện Sơn Dương triển khai đã đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong các hoạt động của nhiều trường, đồng thời gắn với việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục. Vượt qua những khó khăn và bằng sự quyết tâm sáng tạo, anh Lê Văn Tiến, dân tộc Cao Lan ở xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đã trở thành giám đốc doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, tạo việc làm cho gần 200 lao động tại địa phương. Không học đại học, cũng không cần phải đi làm ăn xa quê. Nhưng anh Tiến đã thành công trên con đường lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Hơn 2 năm trở lại đây, do nắm bắt được nhu cầu sử dụng đồ thủ công mỹ nghệ lớn, nên anh Tiến đã quyết tâm dành thời gian để học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu và đưa nghề sản xuất này về làng. Mục tiêu của công ty tôi là tới đây tôi sẽ mở rộng sản xuất để mà tuyển thêm nhiều nhân công, công ty càng ngày càng phát triển mạnh thêm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mà cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của anh Tiến hoạt động ổn định trong suốt hơn 2 năm qua đã mở ra cơ hội về việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Hiện nay, công ty đã có cơ sở sản xuất tại nhiều xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Mỗi tháng, công ty xuất khẩu hơn 10.000 sản phẩm. Công ty đã tạo việc làm cho gần 200 lao động tại địa phương với mức lương bình quân từ 3 đến 10 triệu đồng một người một tháng.
và những mô hình như thế này xuất hiện sẽ góp phần tạo đà cho những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương phát triển trong thời gian tới. Từ hồi mà có cái công ty Mây Chế Đan đến giờ ấy, tôi cũng như là bà con ở đây là có cái công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập nhiều cho gia đình. Dám nghĩ, dám làm và tự khẳng định bản thân, anh Tiến đã giúp cho nhiều bạn trẻ có thêm động lực khi lựa chọn lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Chuyên mục Sơn Dương đổi mới và phát triển số tháng 9 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.